Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi tối của ngày 5 tháng 6 năm 2024. Trước khi vào thực địa thì chúng ta sẽ nói về cái chỗ khu vực Biển Đen. Như chúng ta biết là mấy ngày hôm vừa rồi thì chúng ta nói là bên Nga đã có gần như là một cái tối hậu thư cho tất cả các loại máy bay trinh thám, do thám của Mỹ, Anh và một số nước khác mà không có cái vùng biển tại Biển Đen thì không được ở đây. Còn nếu trong trường hợp ở đây thì có thể là bị rơi rụng, bằng cách nào đó sẽ bị rơi rụng, chứ cũng không nói là bắn hạ. Thì trong những ngày gần đây thì lại một số cái máy bay không người lái của Global Hawk của không quân Mỹ lại tiếp tục phát hiện ở bầu trời Biển Đen từ hôm qua và hôm nay. Như vậy là bất chấp cái lời cảnh báo của Nga. Thì theo dữ liệu của Flightradar thì chúng ta thấy là theo dõi các chuyển động của các máy bay và các vật thể bay trên không khác thì máy bay không người lái dành rất nhiều thời gian hơn bình thường trên Biển Đen so với các ngày trước đó. Tức là không những đã là không bay mà lại còn bay gấp đôi so với thời gian trước đó. Trong khi đó thì buổi sáng thì chúng ta thấy là nó chỉ bay cái chỗ khu vực phía tây của Biển Đen, tức là Constanța của Romania thôi. Đấy, nhưng bây giờ thì nó lại tiếp tục nó bay, nó cũng không phải nó bay như trước đây, nhưng mà đại khái là vẫn có bay khu vực Biển Đen. Đấy. Thế thì máy bay không người lái đã dành trung bình gấp đôi cái thời gian trên không phận của Biển Đen để đặt ra một câu hỏi về mục đích và lý do của nhiệm vụ bay như vậy là cái gì. Đấy, nó cũng bây giờ nó không bay kiểu như trước mà nó cũng bay nhưng mà cũng loạn quạng đâu loanh quanh đây. Đấy, nhưng mà tóm lại là Biển Đen mà nó là xa cái chỗ Nga với Crimea thì không biết đâu ý đồ gì, và cái thời lượng bay thì chúng ta biết là gấp đôi so với bình thường. Cái loại RQ-4B Global Hawk là loại máy bay không người lái chính xác công nghệ cao nhất, có khả năng thu thập và truyền dữ liệu về nhiều các vật thể bay khác nhau và những các cái vật thể dưới đất. Một trong những cái phiên bản cho sự gia tăng cái thời gian bay hiện nay trên Biển Đen là cho thấy máy bay không người lái không thể thu thập và truyền dữ liệu cần thiết trong thời gian quy định ban đầu. Đấy. Điều này là có thể do hoạt động của các cái hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã làm phức tạp cái việc thực hiện các nhiệm vụ trinh sát. Tuy nhiên theo một cái phiên bản khác thì máy bay không người lái thu thập thông tin về thời gian hoạt động của radar Nga ở các phạm vi khác nhau. Như vậy là chúng ta thấy là gì? Không phải là người ta là không sợ, mà Nga cũng nói là không bắn, nhưng mà Nga nói là tức là nó gần như vô hiệu hóa và có thể nó rơi rụng bất cứ bằng lý do gì không biết. Như vậy là nó bay như thế này có khả năng là không lấy được thông tin. Đấy, tức là do áp chế điện tử không lấy được thông tin cho nên nó phải bay để nó cố nó lấy. Đấy. Hai là kiểu như là dằn mặt nhau đấy, đấy ta bay lâu để làm gì ta, đấy, cái kiểu như vậy. Thì các bạn cũng tự xử lý các cái thông tin này. Thì tôi cũng có cái thông tin như vậy thì tôi cũng xin báo cáo là quý vị như vậy thôi. Đấy. Cho nên bây giờ nó vẫn bay và nó bay lâu hơn và có vẻ như là bay lâu nhưng mà lại không làm được cái gì. Đấy, còn nhưng mà và thứ nhất là cái thứ hai nữa nó bay nó hơi bị xa chứ nó không có sát vào cái Crimea và cái chỗ Novorossiysk hoặc là Sochi hoặc là các cái khu vực này như là trước đây. Đấy. Trước đây nó tiệm cận nó cách khoảng 150 cây thôi, bây giờ thì có lẽ xa hơn, nhưng mà cái này cũng đã báo động rồi các bạn. Một cái thông tin thứ hai cũng rất là quan trọng hiện nay là Bộ Tổng tham mưu của Ukraine đã triển khai 12 cái bệ phóng tên lửa đa nòng M270 từ MLRS tới khu vực Kharkov. Cơ sở này là có nghĩa rằng là có thể bắn bằng cái tên lửa dẫn đường GMLRS mà còn có cả tên lửa chiến thuật tác chiến Attachment giúp tăng đáng kể cái hỏa lực của quân đội Ukraine tại khu vực này. Đấy. Attachment cũng có thể bắn được đấy các bạn nhé, chứ hôm trước nó nói là không được bắn nhưng bây giờ nó bắn mà nó bắn xung quanh gần cái Kharkov, ảnh hưởng đến Kharkov mà thôi. Nhưng mà chúng ta biết rồi, các cái câu chữ là bây giờ nó chơi chữ thôi. Chứ còn bây giờ thì cái bảo mày bắn, thí dụ mày bắn 10 cây thôi, bây giờ nó bắn 11 cây thì làm chi nó, bảo là bây giờ anh đi đo một cây đó. Mà cái tùy tiện đấy thì của bên Ukraine chúng ta biết rồi. Mà vấn đề đây không phải là 10 cây, 11 cây, nó phải là 40 cây hoặc 80 cây cơ. Đấy thì đây cái M270 MLRS này là hệ thống tên lửa phóng nhiều lần. Nó là hệ thống tên lửa phóng đa năng cho phép tấn công hiệu quả các mục tiêu nhóm và mục tiêu khoảng cách đáng kể. Khả năng mà dùng cái tên lửa Attachment có tầm bắn lên tới 300 km cho phép quân đội Ukraine tấn công các cái mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga và tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng. Nhưng mà cái này có khả năng nó chỉ bắn khoảng 7-80 km thôi các bạn nha, tức là cỡ HIMARS thôi, nhưng mà nếu mà lắp cái Attachment vào thì nó có thể bắn xa hơn.
Cho nên việc chuyển một số lượng lớn các cái cơ sở như vậy đến khu vực Kharkov cho thấy là cái sự chuẩn bị của các lực lượng vũ trang Ukraine cho các hoạt động quy mô lớn có thể diễn ra theo cái hướng này. Các chuyên gia quân sự thì lo ngại rằng lực lượng vũ trang Ukraine có thể cố gắng tiến hành các cuộc tấn công lớn vào các sân bay Nga ở gần đây. Tức là nếu mà khi mà có động thì là các sân bay ở đây nó sẽ bay qua bên Ukraine này, là bắt đầu có thể là thực hiện các công việc là ném bom và bắn tên lửa không kích. Đấy, thì cho nên cái việc mà tập trung ở khu vực Kharkov này rất là nguy hiểm. Trong ngày hôm nay thì tại mặt trận Zaporizhia thì các trận chiến tiếp tục diễn ra ở khu vực Robotyne và phía tây bắc của Verbovoe, phía tây bắc là trên này đây các bạn. Các vũ khí tầm xa được cả hai bên tích cực sử dụng, nhưng cái đường liên lạc chiến đấu vẫn không có thay đổi gì đáng kể, vẫn là anh nào vẫn giữ cái phần bên anh đấy. Ở mặt trận Donetsk thì tình hình đang phát triển tích cực hơn. Chúng ta biết là cái chỗ mà đại khu vực mà rất là nhiều đây, thì từ khi mà Parakovka bị thất thủ cách đây 2 ngày thì cái chỗ Konstantinovka đây đang bị ảnh hưởng rất là nặng. Việc dọn dẹp ngoại ô của khu định cư này vẫn đang tiếp tục. Và chỗ Georgi, chúng ta phía trên là Georgi thì chỗ trên này thì cũng vẫn còn những cái trận chiến rất là khốc liệt để giành lấy cái ngôi làng này. Tuy là ngôi làng này nó đã thuộc về Nga kiểm soát, nhưng mà chúng ta thấy là nó thực tế nó vẫn còn một số ở trên này là do bên Ukraine kiểm soát. Tại Krasnogorovka tình hình không có gì thay đổi đáng kể, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực này. Tại khu vực Karlovka, tức là trên Netanyahu, đây là Karlovka, thì quân đội Nga cho thấy sự tiến bộ trong cách tiếp cận khu định cư này, và tình trạng tương tự được quan sát thấy ở khu chỗ Jasno, Madrovska, và giao tranh vẫn đang tiếp tục ở khu vực Sukin và Novo Oleksandrovka. Quân đội Nga vẫn đang chiến đấu ở vùng ngoại ô này. Còn tại khu vực Chasovka, các tuyến liên lạc chiến đấu vẫn không có gì thay đổi đáng kể. Các lực lượng vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục tấn công vùng ngoại ô phía đông của thành phố, tức là phía khu phố 1. Ở đây tích cực sử dụng các vũ khí tầm xa và hàng không. Thì chúng ta thấy là gần như là bây giờ Nga cũng ít đánh bom vào cái khu phố 1 hơn, bởi vì quân của Ukraine và quân Nga đã lẫn lộn trong này rồi. Cho nên cái cuộc xoay chuyển tình thế tại khu vực Kharkov là vẫn đang tiếp tục thay đổi. Chúng ta biết là chúng ta đang nói về Vovcha. Các lực lượng vũ trang Ukraine liên tục phản công, cố gắng giành lại các vị trí đã mất. Vũ khí tầm xa đang tích cực hoạt động theo hướng này. Tuy nhiên trên mặt trận vẫn căng thẳng và giao tranh vẫn tiếp tục với mức độ thành công khác nhau cho cả hai bên. Như vậy là chúng ta thấy là chỗ Vovcha này rất là nguy hiểm. Có thể nói là trước đây thì Nga tạo một cái túi gọi là túi pháo ở đây để câu, và bây giờ lại tiếp tục là bên Ukraine nó lại tạo một túi pháo bên này, và cái khu vực thành cổ cũng như là thành cổ và cái khu đô thị phía này này, khu công nghiệp đây thì hoàn toàn là Ukraine kiểm soát. Có một số bạn thì hỏi rằng là cái khu vực nào thì tôi xin nói lại cho các bạn nghe này. Ví dụ này, đây là toàn bộ khu vực này là khu vực Lugan. Bây giờ nếu mà Lugan thì nó chỉ còn một cái điểm này là chúng ta nói rất nhiều lần. Đấy là khu vực Lugan này các bạn. Để tôi quay này. Đây là khu vực Lugan. Thế này chúng ta thấy, tôi phải tương đối thôi các bạn nha. Đây là Lugan, thì nó chỉ còn cái phần tí này là chưa giải phóng thôi. Còn cái vùng đỏ này thì nó lại là của Kharkov, của anh này. Nhưng mà là Nga đã chiếm được cái chỗ này là Kharkov. Đây là Lugan. Còn phía dưới này chúng ta thấy là Donetsk thì nó rất là nhiều. Donetsk. Cái chỗ này thì nó cũng hơi méo mó tí chỗ này, nhưng mà này cái chỗ này thì là chúng ta biết là đây là cái chỗ này là Svet rồi này,
Sivet thì nên đây Sivet thì một nửa là nó nằm ở cùng với cái hệ là Soloanga, Kramatorsk và Pokrovsk. Cái khu vực này hiện nay có thể nói là xương sầu nhất trong cái của Donetsk hoặc là của Donbass nói chung. Đấy. Thì trong đó thì đây là Donbass, đây là Donbass. Donetsk. Còn đây Donetsk chưa giải phóng, và Donetsk này chưa giải phóng. Thì chúng ta thấy Donetsk rất là lớn, mà trong đấy là toàn những gập không, Liman, Kramatorsk, Sloviansk, Druzhkovka và Pokrovsk, còn chưa nói Dobropila này này thì không nói làm gì. Thì hiện nay thì Nga là đang đánh cái khu vực này, khu vực bắt mốt tức là trả xuất ra là đang đánh cái khu vực này. Còn khu vực này nó Ocherestine, khu vực này Netailove, Baringa, Georgi. Còn khu vực dưới này thì chúng ta biết là nó là lúc nãy chúng ta nói Konstantinovka, dưới này là Volida. Thì hiện nay các cái khu vực này là Nga đang cố gắng để mà nếu mà được thì sẽ thành một cái giải để đánh các cái vị trí này. Và chúng ta biết Kramatorsk trên này nó có cái nhỏ hơn là Slavyan, Druzhkovka, Dobropila và Pokrovsk. Thì phải Nga phải lấy được cái khu vực này thì mới nói chuyện là cái này là cái tồn tại cuối cùng. Cái này là nếu mà tổng tiến công mùa hè là phải lấy được cái này thì mới lấy được Donetsk. Còn chưa lấy được chỗ này là chưa lấy được Donetsk các bạn nhé. Mà trong khi đó thì Nga cần phải là đang hiện nay là chúng ta biết là đang tấn công theo cái hướng này mấy ngày nay chúng ta vẽ. Còn riêng cái chỗ này là chúng ta biết là cái chỗ này là nó 6 cái làng đấy là đã được cái Pokrovka mà chúng ta nói được 2 ngày bây giờ đang đánh lên cái chỗ gọi là Konstantinovka. Còn đây là khu vực Chasovka. Đấy, tất cả các cái vấn đề của nó. Còn đây là Sivet. Sivet đây là rừng tội phạm. Đấy. Đây là Spinoza. Còn đây là nó gọi là Vimga, đây là Rasdorovka và đây là Fedorovka. Còn chỗ Liman đây chúng ta Terni, Torske, Kremina đây các bạn. Svatova đi ra đây thì nó là Barova, tức là nó một cái rất lớn về cái thì nó gọi là cái trung tâm hậu cần lớn nhất ở phía đông. Đấy, còn các cái khu đặc thì Nga đang đánh ở trên này. Như vậy á cũng còn lâu Nga mới lấy được cái chỗ các cái khu vực còn lại. Bây giờ là Nga đang lấy các cái khu vực này mà còn chưa lấy được các bạn nhé. Cái chỗ này là cái chỗ mỏm Vremenka, 6 cái làng. Tiếp theo cái khu vực này là Kurakova. Rồi 6 cái thị trấn mà nằm chéo chéo đấy đang đánh ở khu vực này. Tiếp tục khu vực này thì Nga đang lấy tức là Netailove, rồi những là Ocherestine, rồi đủ thứ đấy, Sukin đấy, các cái là khu vực này. Còn khu vực này chúng ta biết là Chasovka và bên này là trên này một nửa của Sivet. Còn nửa Sivet trên này thì nó hơi khó khăn hơn, nó gây rừng tội phạm này. Còn cái chỗ này là chúng ta biết nó là Belorusska, mỏ than mỏ đá. Đây tôi nhỏ lại các bạn mới thấy, chứ còn nếu mà to vào rồi là nhìn nó không thấy luôn. Thì còn cả cái vùng này là vùng phía đông, vùng phía đông Osko, thì cái này nó lại thuộc về Kharkov rồi. Trên này là Kharkov rồi. Đấy, thì sau đó thì Nga nói chuyện cái chỗ này. Cái chỗ này là chỗ cuối cùng của Donetsk. Đấy, các bạn tự tưởng tượng được cái chỗ này. Đấy, Donetsk là nó là như vậy đấy. Bây giờ Donetsk này, thứ nhất ấy, là nó nằm như thế này. Đấy, và nó nằm ở đây, nó kẻ xuống đây. Và chúng ta biết là đây cái chỗ mà 6 cái làng mà đang đánh chỗ Staromajerska, rồi đánh Makarovka, rồi những là Kurasne đấy. Thì chỗ này nó giáp là cái thứ nhất là đây là nó thuộc về Dnipropetrovsk. Ở đây nó tiếp tục ở đây nó là nó giáp đây là cái ngã ba bên ranh giới giữa ba tỉnh này, thì cái tỉnh này là Zaporizhia và cái tỉnh này là Donetsk. Đấy, thì cái chỗ này là cái Donetsk này, thì cái chỗ này nó y một cục luôn, cho nên khi mà đánh đấm này các bạn là biết là nếu mà lên chỗ Novosinka mà đã đánh được mấy cái cầu đó là sẽ đánh qua bên này. Còn cái anh Marinka Georgi lúc nãy chúng ta nói đấy là nó mới chiếm lại một tí đấy, thì lên Kurakova. Kurakova đây rất quan trọng, từ Kurakova qua Novosinka này rất là ok. Thì ở giữa nó thì chính là cái Novo, tức là cái chỗ mà nó gọi là Konstantinovka, có 6 cái làng. Mà Nga mới lấy được cái Novo Mikhailovka và hôm qua hôm kia thì mới lấy được nó gọi là Parakavovka. Thì hiện nay bắt đầu đang đánh lên thế này, Guleda thì nằm dưới này. Cho nên cái cụm này là nó là một cái cụm, nó là một cái cụm riêng. Cho nên là
nếu mà Nga tức là nhứ ở trên Kharkov mà lấy hết cái chỗ Donetsk này với là thành công. Chứ còn nhứ trên đấy mà bây giờ cũng đang gọi là đánh tới đánh lui, cũng là coi như là bệnh là ngày được ngày mất như vậy, thì mà dưới này vẫn chưa đâu vào đâu, tôi thấy cũng chưa được. Hiện nay dưới này chúng ta thấy là lốm đốm là được có một cái Parakovka này, mà Parakovka này thì thực tế lâu rồi, những là Sokin, Oleksandrovka rồi vân vân, mà cha chúng ta tất cả như là tôi nói xin lỗi là nó nửa vời. Đấy, nó nửa vời, nó chưa thắng được, mà rút thì cũng không rút, nhưng mà nói chung là tiến được một tí thì bây giờ là nó lại phải về phòng thủ cho chắc. Đấy. Còn đây thì chúng ta biết đây nó là thuộc về các cốt rồi, đây nó cũng các cốt rồi các bạn nhé, đây các cốt rồi. Đó, đây các cốt rồi, đấy Kupian thì các cốt rồi chắc chắn rồi. Đấy, cho nên là hiện nay là chúng ta thấy là đấy, đây là cái vòng này, đây là đồ nhát này, đấy. Đồ nhát này. Chưa giải phóng này. Nếu mà Nga được lấy toàn bộ cái chỗ này thì mà đánh đổi cái Kharkov, tức là coi như thậm chí là một số đơn vị Nga đang chịu trận một chọi năm, chọi ba, chọi năm, thậm chí chọi bảy của trên vu của Tràn đấy, để mà ở dưới này làm ăn đấy, mà dưới này hiện nay tôi thấy cũng chưa thua các bạn. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ ngồi chúng ta đòi hỏi quá thì cũng không được đâu. Tôi nói là bây giờ cái chỗ vô tràn cũng rất là căng. Bây giờ nếu mà trong trường hợp anh kéo thành cái túi pháo ở đây á, thì anh phải dập cho nó bằng được. Đấy, nó vào thật đông đây là anh phải dập cho nó bằng chết. Chứ để nếu một ấy là nó đẩy lùi, một là nó lấy lại cái này. Có lấy lại được hay không thì tôi chưa biết được. Nhưng mà nó khả năng thì cũng khó, bởi vì Nga đã chiếm được rồi. Mà bây giờ mà Nga bỏ chạy hết về biên giới thì nó cũng không phải là cái lựa chọn của Nga đâu. Nhưng mà nếu mà với cái tình thế mà hiện nay đang bị ép ở vô tràn này, thì trước đây chúng ta đã lấy hết toàn bộ cái phía Bắc rồi, thì bây giờ nó lại càng ngày loang lổ dần, mà có vẻ là đang tấn công, mà có thể nói là tổn thất cho Nga nữa, chứ không phải là Nga đang áp đảo đây đâu. Tôi nói là Nga đang coi như là đang gọi là bị động ở khu vực này, tức là anh tấn công anh phải đông hơn, hoặc là các khí tài của anh mạnh hơn, mà bây giờ anh tấn công mà anh ít hơn nó. Bây giờ ba thằng mà lao vào đánh nhau với bảy thằng thì làm sao mà đòi tấn công họ, với điều kiện anh phải có võ nghệ cao cường hoặc là có khí tài vũ khí hoành tráng. Chứ ba thằng mà coi như thằng kia nó bảy thằng mà nó có gậy, có cập, có côn, có súng thì khó. Đấy, tình trạng hiện nay vô tràn là như vậy, chúng ta phải nói thẳng là như vậy. Còn tại sao Nga hiện nay là Nga đối xử vô tràn nó là như thế thì chúng tôi hoàn toàn là không nắm được cái ý đồ, hoàn toàn không nắm được ý đồ này. Nói một cách chính xác nó là như vậy, cho nên chúng ta xem. Còn riêng khu vực Lipsy này thì tôi thấy là hai bên cứ nhìn nhau, bên này nhìn bên kia, tức là Nga cũng vẫn lấy được cái khu vực này, vẫn đang quản lý. Và thực tế cái Vovcha này thì Nga quản lý cũng tương đối nhiều, nhưng mà riêng cái trong cái thành phố, tức là hay nói cái khác đấy, là cái vùng phía bắc của Kharkov này, cái chỗ quan trọng nhất đó chính là Vovcha thì nó chưa đâu vào đâu. Đây chúng ta thấy là dưới nó rộng hơn nhiều, còn ở trên này thì coi như là đây là cái sông nó chảy đây thì nó đã lấy này. Và thậm chí là các cái lực lượng Ukraine nó vượt sông, nó làm các cái cầu tạm cầu tiết gì đấy thì nó vượt rất là tốt, rất là nhanh, trong khi Nga thì lo đánh các cái cầu lớn, thậm chí cả cái đập, các cái đập cái này là Nga đánh hết rồi. Cho nên cái chỗ này thì tôi cũng không hiểu. Còn nếu mà trong trường hợp mà hút quân nó về đây thì các cái chỗ dưới này anh phải lo, anh phải làm cho bằng sạch cái dưới này, chứ dưới này là bây giờ vẫn cũng linh tinh lang ràng lắm, tôi nói vẫn còn linh tinh lắm. Bây giờ riêng cái chỗ này này, tôi bấm với các bạn có thấy không, thì cái chỗ này là cái chỗ 6 cái làng đấy, chỗ này 6 cái làng thì tôi đã nói rồi, tức là cái chỗ Staromajerska thì bây giờ Nga bắt đầu lên chỗ Makarovka rồi, để mà sau khi là Urasna cũng sẽ tấn công lên đây. Từ đây thì chúng ta biết là Nga bắt đầu sẽ đánh lên phía trên này, thì trong này ông này lên là Marinka, lên chỗ Georgi đây. Đấy, Georgi anh phải lấy cho được cái chỗ cái đập Kurapove này đấy. Cái chỗ này với chỗ này thì hoàn toàn khác nhau, thì chúng ta thấy là nó sẽ tương tác. Còn đây là 6 cái làng của anh này. Đấy, cái chỗ đây là Papeda, đây 6 cái làng đây. Thì chúng ta thấy là Nga đang bắt đầu tập trung lên Konstantinovka, thì đây nó có 6-7 cái làng thị trấn. Đây nó thị trấn, nó chéo chéo lên theo cái đường này này. Nó theo cái đường này. Thì cái chỗ này thì Nga đang đánh cái chỗ này lên, cũng đang cố gắng. Hồi sáng tôi nói rồi, nếu mà lấy được cái Volian này, Voleda này và Konstantinovka này, thì toàn bộ cái vụ khu rất là rộng lớn, rất là rộng lớn. Chứ còn bây giờ nếu mà trong trường hợp mà cái chỗ Donetsk này cũng đánh chưa đâu vào đâu, mà trên cái chỗ trên phía bắc này đánh cũng chưa đâu vào đâu, thì tôi thấy là lan man quá rồi, bắt đầu là coi như là cứ quân ta cũng đang kéo qua kéo lại rất nhiều,
Nhưng mà rõ ràng cái phía bên kia sau khi mà nó được cái gật của Mỹ và các nước phương Tây là bắt đầu nó bắn sang bên Nga, thì bây giờ không những Nga không những công mà lại mà phải thủ nữa, phải thủ nữa, tấn công là phòng thủ mà. Chứ bây giờ là hôm trước tôi có một cái câu chuyện mà kể với các bạn nghe rồi đấy, tức là hồi xưa mà tôi với một thằng bạn này là ném nhau đấy, cứ lấy mấy hạt xoan mà ném nhau thôi, mà thằng cứ ném liên tục và tôi cứ đỡ, tôi chạy, tôi là thậm chí tôi trèo tôi nấp vào cái chỗ nào nó nhìn thấy tôi là nó cứ ném, mà mình cứ đỡ mình đỡ thôi. Nhưng mà đến khi mà tôi bảo thì mình cũng phải ném nó thì chứ, để cho nó đỡ chứ, là mình nếu mình cứ đỡ là nó cứ ném suốt thôi. Cuối cùng là tôi cũng ném lại, thì tất nhiên nó cũng ném vào đầu và mặt mình rồi, nhưng thì mình cũng ném vào đầu mà nó, thì bắt đầu nó cũng trốn, nó cũng né, cũng nấp, thế có như thế được. Thì phải đánh qua đánh lại chứ, còn bây giờ cứ đỡ là không được, cứ phải tấn công nữa. Anh thủ thế rồi lúc nào anh thủ, lúc nào anh tấn công hay như thế nào đấy, thì là do quân anh mạnh anh yếu, rồi cũng là cái chiến thuật anh thế nào, rồi các cái vũ khí của anh trang bị đây sao. Chứ hiện nay tôi thấy là bên này nó trang bị các cái loại mà bắn sang bên kia, bắn sang bên Nga rất là nhiều, mà tôi thấy tổn thất rất nhiều rồi đấy. Nhưng mà có cái là về vì cái phe thân Nga thì dù sao đi chăng nữa người ta cũng phải nói cái tổn thất là ít nói hơn, thậm chí mất cái F-400 rồi. Hôm trước là có bạn phê bình tôi là làm gì có mà mất, thì mà đến bây giờ thì mới nói ra, bây giờ mới nói ra F-400 rồi, còn F-300 nữa, rồi còn cả một cái kho tên lửa Iskander này, trước đây tôi nói lâu rồi. Thì bây giờ bắt đầu công nhận với thừa nhận, cho nên có những cái này chưa nói nhận ngay thôi, nhưng mà để chúng ta thấy rằng là bây giờ về phía các cái phía bên phương Tây nó nói là Ukraine khả năng nó phản công, mà nó đang đảo ngược thế cờ, nó đang đảo ngược thế cờ đấy, chứ không phải là Nga hiện nay là đang gọi là thần tốc táo bạo và coi như là đại thắng đâu. Tức là anh được cái gọi được 3 ngày đầu từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 5 là rầm rập thì đúng là hoành tráng thật, và cũng mọi người cũng tin là quả này thôi xong. Nhưng mà đến giờ phút này không những là đã không giữ được những cái đã chiếm được, mà còn có những cái tổn thất. Thì chúng ta phải thừa nhận thẳng thắn, chúng ta nhìn cái này. Và đến bây giờ chúng ta thấy là Global Hope nói không cho bay, bây giờ nó vẫn bay. Tất nhiên là nó bay xa, bay xiết rồi nó cũng nọ kia hơn, nhưng mà hoặc là nó cũng không nắm được cái gì hết. Nga tung cái áp chế điện tử kiểu gì đấy là coi như là nó coi như cứ đứng một chỗ mà nó lấy cái số liệu, lấy dữ liệu mà lấy không được. Đấy, cho nên là chúng ta cũng phải nhận diện rõ tình hình. Chứ còn bây giờ mà chúng ta cứ nói là cứ Nga là phải thắng, Nga là đúng, là Nga là coi như là không thể thua là khó. Còn ngoài ra thì chúng ta biết là hiện nay chỗ Iran là coi như là bắt đầu là đưa đổ nghề sang Syria đấy các bạn. Anh Zelensky anh bảo bắt đầu đưa quân Ukraine sang Syria, thì bây giờ Iran cũng đưa qua, mà qua đây là để mà Ukraine qua để đánh quân Nga. Và Israel thì sau khi mà coi như tương đối ổn cái chỗ Gaza, và chúng mấy ngày nay chúng ta nói là nó sẽ khả năng nó sẽ nghỉ 42 ngày tại khu vực Gaza vì nói quá chỗ Rafah này, thì người ta nói là chuẩn bị đánh lớn ở cái chỗ phía bắc của Israel với lại Liban, tức là Hezbollah. Đấy, là bắt đầu là sẽ đánh nhau rất lớn ở đây, có khả năng trong 10 ngày tới là một cái chiến tranh tổng lực luôn của Hezbollah và Israel. Cho nên nó ngưng ở phía nam này là không có nghĩa rằng là nó là nhân đạo, hoặc là nó nghe vâng lời Mỹ, hoặc là vâng lời, hoặc là sợ Liên Hợp Quốc đâu, mà nó là chuẩn bị nó đang lo cái phía trước này. Thì chúng ta biết là hiện nay Iran là hỗ trợ các cái nhóm, kể cả Houthi, kể cả Hezbollah, kể cả Hamas. Cho nên cái quả này tôi nghĩ là cũng đánh lớn đấy. Và Iran vừa rồi bị đau quá nhiều vụ, rất là nhiều vụ rồi. Cho nên là chúng ta thấy là có hay không cái trận này nó quyết định cái gì không ở cái khu vực Trung Đông này, thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta chờ. Trước khi kết thúc cái video này thì chúng ta cũng điểm thêm một số cái thông tin. Hiện nay là Nga đang tập trung rất nhiều cái T-90 đến cái khu vực Kharkov này, và thậm chí là Nga hiện nay còn đang phải lo, tức là cái vùng đệm, tức là đây là Belgorod các bạn, đây Belgorod, Nga lại phải lo vùng đệm này tới tận Belgorod. Chúng ta thấy Nga chiếm được tí chỗ này thôi, nhưng mà bây giờ phải đệm này, tại vì nó bắn tới Belgorod luôn. Đấy, cho nên cái vấn đề nó là chỗ đó. Còn cái khu vực chỗ Vovchan thì ngày hôm nay thì Nga cũng tiêu diệt được 320 lính Ukraine tại khu vực Vovchan. Hiện nay giao tranh rất là ác liệt. Còn cái khu vực Chasovka
thì lúc nãy tôi cũng nói sơ thôi, tra xuất ra hiện nay thì Nga cũng đã chiếm qua được một tí bên này, từ hôm qua là chiếm rộng tới bên này, nhưng mà có cái hôm nay chúng ta lại thấy là thụt qua bên này. Đấy, chúng ta thấy là thụt qua bên này. Đấy, nhưng mà đến bây giờ thì lại qua được kênh rồi các bạn nhé, nhưng mà mép kênh thôi chứ không có qua được sâu vào như hôm qua. Đấy là một số cái tình hình tôi mới cập nhật thêm vậy thôi. Đấy, còn phía dưới này thì cái chỗ Konstantinovka này thì cũng đang có những cái bước tiến, hiện nay đang có những cái bước tiến ở đây ở phía dưới này, và cái chỗ này là cái chỗ mà Sarotka này thì chúng ta biết là cũng đang cố gắng lên trên này vậy thôi, chứ tôi thấy cũng không có gì mới hết. Nhưng mà có một cái vấn đề nó rất là quan trọng thì hiện nay là Baltic, biển Baltic là nó đang tập trận rất lớn. Đấy, cho đến ngày 13 tháng 6, và tại cái ép này bắt đầu là ngày 7 là cũng bắt đầu là có một cái tập trận bằng xe tăng và pháo binh rất lớn ở Ukraine. Thì hai cái cuộc tập trận này nó có liên quan gì với nhau không, hay là nó định làm cái trò gì đối với Nga hay không, thì chúng ta nói chung là bây giờ khó đoán đấy các bạn nhé. Cho nên vấn đề là Nga là phải hết sức đề phòng thôi. Tại vì hôm qua thì chúng ta nói là sẵn sàng nó bắn từ cái đảo này vào Kaliningrad. Còn các bạn cứ comment, các bạn bảo là không dám đâu nọ kia, nhưng mà đừng có nghĩ như vậy. Chúng ta cái gì nó nói nó làm thì có thể nó làm hoặc không, nhưng mà nó nói nó làm mà ta không chuẩn bị thì không được. Đấy, quý vị hiểu ý của tôi nói không? Tức là nó nói nó làm thì có thể nó làm hoặc không làm, nhưng mà nó nói nó làm mà Nga không bảo ơi nó nói nó không làm đâu là không nên. Nếu tư tưởng đấy là rất nguy hiểm. Vậy thôi, tôi xin kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp các bạn trong các cái bản tin sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.